Rồi, chào mọi người nha. Ở Đức là buổi trưa, ở Việt Nam buổi tối. Chào buổi tối mọi người đi. Tiên ở bên Tiên Star hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z nha. Bữa nay có nhiều khách, nhiều bạn hỏi là chị ơi, làm thử cái máy làm bánh mì tự động á, mà đem kho thịt và đánh nó làm chà bông. Thì hôm trước mình có làm một ít, rồi mình quay video, course video là video ngắn, có khoảng chừng mấy chục giây thôi. Thì không có chỉ cách làm, chỉ quay nó đánh thôi, thì mấy bạn không có biết, cho nên hôm nay mình quay lại hướng dẫn tận tình từng bước một, kho thịt nấu ở cái máy làm bánh mì tự động như thế nào, rồi sau đó đánh nó, quết nó ra để làm chà bông như thế nào ha. Cái máy làm bánh mì tự động thì nghe tên thì biết là làm bánh mì, làm bánh khuôn khình, làm đủ loại bánh đó, hoặc là quết bột, đánh bột, ủ nước gì, nó tất cả từ anh xách hết ha. Rồi sau đó những cái đó thì ai cũng biết rồi, nhưng mà mình đem làm nấu sên mứt nè, sên đậu nè, làm nhân làm bánh này nọ, thì mình cũng có quay quay video đó. Thì hôm nay mình đem nó ra mình thử tùm lum hết trơn á. Mình hôm trước làm một lần, này lần này lần thứ hai là đem kho chứ đem quết chà bông luôn, kho thịt nó đây luôn, khỏi mất công đem kho bên ngoài rồi đem vô nữa. Khi mà quết là máy đánh bột á, thì nó sẽ dăng ra, và máy đánh bột thì nó không có nấu, cái này nó tiện là nó nấu rồi sau đó nó quết luôn. Ok thì bây giờ làm lại ha. Cái máy này đây, bên này là nút on off, là tắt mở nguồn điện đấy ha. Máy là bánh mì tự động siêu crepe, mình ở Tiên Store nha mọi người. Mọi người muốn tư vấn hay tham khảo gì vô cái trang web của mình là www.tienstore.net, hoặc ở phía dưới màn hình mình có ghi phần miêu tả đó. Còn cái trang Facebook bán hàng là Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hoặc là hàng gia dụng Đức. Muốn tìm privat, tìm nói chuyện trực tiếp với mình thì ở kênh bà mẹ đẹp vlog, cái tip mình ở dưới, comment ở dưới cũng được, hoặc là Facebook cá nhân của mình là bà mẹ đẹp nha. Còn mấy cái trang bán hàng hay trang net thì có những cái bạn khác giúp mình, nhiều khi không gặp trực tiếp mình. À, các bạn muốn cần tư vấn gì thì có số điện thoại Việt Nam luôn á, nhắn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp Việt Nam cũng được. Rồi bây giờ cái khuôn của nó mình đã gắn vô rồi, cái nồng là bánh mì. Bây giờ bữa nay mình có 400 g thịt thịt gà. Mình thích làm chà bông gà hơn. À, đã sắc mỏng sắc nhuyễn rồi, mấy cái bước này là ai cũng biết ha. Rồi để vô, mình chưa có ướp gì hết, mình làm thực tế đây cho các bạn coi luôn đây. Rồi sau đó là chút đường, chút muối gì đó ha, tùy theo khẩu vị gia đình mà ướp. Mình lặp lại nhiều lần rồi là đây không phải kinh dạy nấu ăn, Tiên không có dạy nấu ăn, bản thân Tiên không có giỏi nấu ăn, Tiên gì đổi phá với bốc lửm thôi. Cho nên là nếu muốn học cách nấu ăn hay nọ thì vô mấy cái kênh của mấy chị khác ha. Còn đây là mình thích làm cái gì nhanh gọn lẹ và có sự hỗ trợ của máy móc, tại vì mình có công việc làm rồi, con nhỏ nó lu bu không có thời gian ở nhà để làm lâu hay đứng canh, cho nên nó cần cái này nó tự quết xong rồi nó tự báo tắt luôn, nó tự động làm á, chỉ bỏ nguyên liệu vô thôi. Thường á Tiên ướp rất là nhiều gia vị, ví dụ như đường muối rồi ha, Tiên không bao giờ xài bột ngọt. Cái này là cái rau basilite, nó giống như ngò của mình vậy đó. Còn cái này là chili cho nó có màu đẹp, nói là chili là ớt nhưng nó không cay nha, ớt bên này nó không có cay. Rồi bình thường như mỗi lần ở Việt Nam sẽ dùng tỏi ha, thay vì đánh tập 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 ghê thì Tiên dùng bột tỏi cho nó lẹ luôn. Với lại ăn nếu mà cái tỏi kia mà mình băm không có nhuyễn rồi nọ thì nó sẽ hơi đắng đắng nhẫn nhẫn. Sau đó chút tiêu, tỏi xong rồi tiêu, quá tiêu, trời bên này lạnh này ăn tiêu một chút nó rồi. Cái này nó không có cay mà chủ yếu là cho nó có màu, nó màu hơi đỏ đỏ đẹp. Cái bột ớt này để làm màu vô mấy cái gì ta, cái lạp xưởng á, mình lạp xưởng dồi chả hay là thịt xá xíu rồi ướp như cho nó màu đẹp á, nó lên màu đỏ đẹp á. Rồi cái muscat nuss này ở Việt Nam gọi là hạt nhục đậu khấu gì đó, nó rất rất là thơm, nó khử hết những cái mùi giống như cá hay thịt nào tanh tanh, nó để vô nó thơm, mà nó thử mùi ra cái vị ngọt ngọt. Tất cả những cái hũ gia vị này cũng có bán ở Tiên So nha nha các bạn, một hũ gì là 110 ngàn, bên này cũng mua đã đồng mấy rồi, tiền gửi này nọ nữa. Còn cái này là ngò ngò khô rồi,
tất cả gia vị. Sau đó trộn nó lên. Ai thích ăn nước mắm thì để vô nha. Rồi mình thì mình không có thích nước mắm. À, không phải không thích, có những món thì mình cũng ăn nước mắm, nhưng mà món này mình không ăn là bởi vì hiện tại mình đang làm mà quay ở phòng khách ở chỗ cái bàn ăn, cho nên là mình để vô cái này nó hôi cả nhà luôn. Cái nhà bên Đức nó kín, nó không có thoáng giống như Việt Nam mình, cho nên nó sẽ rất là hôi. À, sau đó thì để một ít nước mắm, nước sốt hay nước gì vô cho nó ngon chút, chờ Tiên đi lấy, hoặc không thì đơn giản thì để nước nước lọc thôi cũng được. Còn nếu mà ai có những cái nước sốt gì là nọ sẵn rồi thì để vô cho nó ngon thôi. Tại phải có một chút nước thì cái này nó nấu nấu lên là nó nướng lên đó, nó có chế độ nướng bánh đó, là giống như nấu gì đó, nó có lửa thì nó rim rim từ từ cho cái thịt nó mềm và nó thấm vô thì nó mới ngon được cái thịt. Rồi sau đó trộn nó lên. Rồi vậy là xong. Đây cho Nghĩa cắn nha. Đây Tiên gắn sẵn hai cái cục luôn để ngồi Tiên bấm nút cho nó quay luôn, nó quết luôn, quết bột sẵn luôn, khỏi mất công gắn ra gắn vô nữa. Rồi đó xuống. Bây giờ Tiên không hướng dẫn sử dụng lại tất cả các nút nữa, đã có rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng các nút rồi, cho nên là bây giờ Tiên trực tiếp mở màn hình nó lên. Đây là chọn số RAM, này là của bánh mì. Bây giờ Tiên không có làm bánh mì. TV lít dặn nhỏ TV con. Trời ơi, kỹ coi cái TV lớn quá. Bây giờ Tiên sẽ bấm tới chế độ số 15 là bắc kình, có nghĩa là nó nướng, là nó đang nấu đó. Đây, cái số của program chương trình đây nó có tổng cộng 16 chương trình nó đang chạy nè, số 6 nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15. Rồi, 1 tiếng, nhưng mà Tiên có mấy trăm gram thịt là cái gì mà nấu tới 1 tiếng nha. Thì Tiên bớt nhiệt độ nó lại đi. Bên này là cái cân, bên này là nhiệt độ. Bên này không phải nhiệt độ. À, này là thời gian, nói lộn, xin lỗi nha, tự nhiên bữa này bị gì. Tiên bớt thời gian nó lại. Tiên riêng cỡ 35 phút nha. Tại vì trừ hai thời gian nó làm nóng cái cục, cái dây điện nó lên nữa. Rồi nếu Tiên ok hết, các bạn ok hết. À cái này chỉnh, cái này của bánh mì nè, chỉnh nửa vàng hơi hay là vàng nhiều. Rồi, ok. Rồi giờ Tiên nấu đó. Giờ bấm đây là start nha. Ok. Rồi chờ nó nấu thôi. Khi nào nó chín xong rồi thì mình sẽ đánh, sẽ chọn chế độ số 9 là connecting, là quét, là đánh đó. Còn những cái chương trình khác, program khác mình đã có hướng dẫn ở video khác rồi nha các bạn. Rồi bây giờ cho nó, chờ nó nấu chút xíu. Rồi sau khi 35 phút đã chín, hồi nãy thì khoảng 20 phút Tiên có mở ra thì Tiên thấy mà 20 phút là nó chín thịt rồi, nhưng mà dặn có program 35 thôi. Lần sau rút kinh nghiệm, thịt gà nó mau chín hơn thịt heo ha. Nó còn xèo xèo nè. Từ từ nha. Tiên hé mở ra, không dám đưa mặt vô, thôi khỏi ăn Tết. Đó, nó chín rồi. Nãy Tiên không có để màu, thường ở Việt Nam mình kho thì mình để nước màu nội vô ha. Mà tại Tiên không có, ở đây không có mua nước màu, ở chợ châu Á nó mới có. Thì nãy Tiên để cái bột ớt cho nó có màu hơi vàng vàng, nhìn nó cũng đẹp ha. Nó cũng thay thế được. Tại vì bây giờ mình không có thì mình phải sử dụng cái khác thôi. Bây giờ nước màu người ta thắng ở đường, nó không biết sạch dơ gì đó, mua sẵn rồi. Rồi, sau khi kho, các chị không cần làm theo công thức của Tiên đâu nha. Các chị muốn ướp, muốn kho kiểu gì, khẩu vị gia đình, muốn nước màu, nước ớt, tỏi gì cũng được hết. Muốn để gia vị gì, thịt gì tùy nha. Thì làm thử một hai lần mình sẽ biết được là khoảng bao nhiêu phút, rồi số lượng nhiều ít nó khác nhau.
Tiên chỉ hướng dẫn là sử dụng cái máy làm bánh mì tự động như thế nào để kho thịt và quết làm chà bông thôi nha. Rồi sau khi nó chín, bây giờ nó còn hơi nước chút xíu nha, để nó không có khô, tại Tiên không thích ăn nó quá khô. Đó, bây giờ Tiên quết nè. Quết đây không phải số 9, chương trình số 9 không phải nó chỉ đánh như cái máy đánh bột, mà ở bên trong này cái dây nó vẫn hơi làm âm ấm nóng, cho nên cái nước này còn một chút không sao hết, thì là nó vừa quết nó vừa hâm hâm chín cho nó khô ráo luôn, dạng như nó làm khô luôn đó. Thay vì muốn làm khô thì để vô nồi chiên không dầu hay là lò nướng cho nó khô bớt, thì cái này là nó còn hơi ướt ướt nước, vừa đánh vừa quết vừa nó làm hâm nóng cho nó khô luôn. Bây giờ Tiên chọn lại chế độ số 9, bấm lại một cái để chọn lại bình thường chương trình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số 9 là Knetten, là tiếng Đức là đánh là quết đó. Còn số 10 thay là nó cho bột nó nở ra. Rồi, sau khi chọn thì nó hỏi quết bao nhiêu. Đầu tiên nó cho 10 phút, đương nhiên 10 phút sẽ không đủ rồi, tôi phải lên thời gian. Đây thời gian, đây là xuống, đây là lên. 15, 20, 30 phút đi quay. Thôi 25 thôi nha. Thôi 20 luôn nha. Tiên thử 20 phút rồi nó thành bao nhiêu, muốn thì bấm thêm mấy hồi. Khỏi mất công ngồi đây canh, khi nào nó xong nó tí chạy ra. Bây giờ Tiên quá thử 20 phút nha. Cho khoảng 400-500 g thịt gà sau khi kho, còn ít nước, rồi quét 20 phút thử. Ok chưa? Start. Hiếm. Ôi, tôi bấm lộn rồi. Tôi bấm lại. 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 20 phút. Start. Rồi, xong. Rồi, bây giờ ngồi chờ nó nha. Ủa sao nó không nhớ cái đồng này nhỉ? Chờ xíu nó tăng 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 cho nó quay ha, 10 phút cho nó quên. À, nghĩ vô coi xíu nha. Đây mình cái nắp này có những cái nắp có cái những cái nồi máy không mở lên được, mở lên nó sẽ ngưng, nhưng cái này mở lên được nha. Chừng nó bốc hơi, tại nãy mình kho nó nóng, nó còn nóng. Nhưng mà Tiên quết nó luôn cho nó có nước chút. Cái này nước hình như hơi bị nhiều. Còn mấy chị thích không có nước khô thì chắc nước ra bớt, hoặc là đừng có để nước nhiều giống như của Tiên này. Rồi bây giờ cho nó quết 20 phút rồi coi nó sẽ tơi ra thành chà bông chưa ha. Nếu không thì mình chỉnh tiếp. Nhưng mà thường là Tiên nghĩ maximum nó 30 phút là xong hết rồi. Rồi một hồi quay tiếp. 10 phút rồi, coi em ấy làm việc như thế nào. Từ từ nha, né mặt ra nha, còn ăn Tết. Em ấy đã nghiền nát rồi. Mình để nước hơi nhiều cho nên cái này thấy nó còn sần sệt nước nha. Phải rút kinh nghiệm, mình cũng không có kinh nghiệm luôn. Mình làm ra mình quay thực tế cho các bạn xem chứ không có sắp xếp bài bản. Rồi bớt nước lại nha. Đó, nó ra nó mịn nó trơn rồi đó. Còn muốn cái thịt sợi dài, chà bông dài thì mình cắt theo cái sớ dài ra nha. Hồi nãy thì cắt thịt nó nhỏ nhỏ hết trơn luôn rồi. Nó còn như cái dài nữa. Đó, nó khô nó còn được luôn rồi nè. Nó có 10 phút thôi á. Quà wow, vậy chắc này 15 phút là được rồi. Thôi Tiên chỉnh là 15 phút rồi. Rồi các bạn, các chị đánh xong rồi. Đó, không ai làm gì có kinh nghiệm. Từng loại thịt nha. Rồi số lượng bao nhiêu gram ha, ký gì để biết là lần sau mình làm vậy đó. Đó, đơn giản chỉ vậy thôi đó. Bây giờ Tiên tới giờ đi làm rồi, chắc là Tiên không có ngồi chờ cho nó đánh hết rồi. Bây giờ Tiên đi chuẩn bị đi làm nha. Các bạn, các chị có nhu cầu cần tư vấn thì cứ viết comment ở dưới cái Bà Mẹ Đẹp Vlog, kênh Bà Mẹ Đẹp Vlog ha, hoặc vô cái trang website của mình là tienstore.net ha, www.tienstore.net. Www là đọc theo tiếng Đức, www.tienstore.net. Hoặc là Tiên Facebook thì Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hay là hàng gia dụng Đức.
cái kênh YouTube ở phía dưới mình hay nói đó, bấm vô mũi tên mình góc bên phải là nó có phần phần describe bùng là phần mô tả đó. Chị vô đọc thông số như là cái máy, các chị cần mua cái máy làm bánh mì tự động này nè, máy làm bánh mì tự động siêu rác này nè, còn bánh mì quết mứt ủ vô vượt hay là trà bông gì cũng được ha, là có ở sẵn Tin Star, hàng có sẵn ở kho Sài Gòn luôn nha. Mình ở Sài Gòn nha, quê mình thì dưới miền Tây, ok, nói giọng là biết rồi ha. Rồi có nhu cầu hay gì thì các bạn các chị vô tư vấn đó, hoặc là có số điện thoại Việt Nam trực tiếp hoặc nhắn Zalo hay gọi cũng được. Rồi chào tạm biệt nha, chúc mọi người sức khỏe nha.